đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 sản phụ khoa Nguyễn Thị Hồng Hạnh, công tác tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Bác sĩ Hạnh sẽ chia sẻ cùng chúng ta trong chủ đề của chương trình hôm nay. Thưa bác sĩ Hạnh, đối với chủ đề của chương trình hôm nay thì có lẽ trước tiên là bác sĩ Hạnh sẽ chia sẻ một số lưu ý, đặc biệt là đối với các bà mẹ sau khi sinh để các bà mẹ có thể bảo đảm sức khỏe tốt cho cả mẹ và bé ha. Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, em bé nằm trong bụng mẹ, phải nói là cơ thể người mẹ lúc này rệu rã và rất là mệt. Nhưng mà nhìn đứa con thân yêu của mình ra đời cho nên là hết mệt mỏi, tan biến hết. Thế thì làm sao để cho người mẹ có cái cách để mà phục hồi sức khỏe nhanh nhất, phục hồi cái tiêu hao năng lượng trong quá trình mình sinh hoặc mình mổ và trong quá trình mình mang thai một cách tốt nhất? Cái cách đó để phục hồi sức khỏe, cách tốt nhất là chỉ có ăn uống thôi, đừng ăn uống thôi. Và thứ hai nữa là chế độ nghỉ ngơi, vận động và vệ sinh. Thế thì ăn uống làm sao? Mình hay gặp phải tình trạng là hay ăn kiêng khem quá mức. Có nghĩa là thấy sinh xong, thấy mổ xong, sợ này sợ kia và nghe lời những cái bậc phụ mẫu ở trên là ăn chỉ có bữa ăn chỉ có là cơm cộng với thịt kho tiêu không à. Không có rau xanh cũng không có trái Không cây đầy gì đủ cả. chất. Và do đó dẫn đến một cái tình trạng đó là bị táo bón luôn. Mà sau khi sinh, sau khi mà mình mổ mình đã đau rồi mà mình thêm cái tình trạng đó là càng mệt mỏi hơn nữa. Thế thì làm sao? Mình phải chú ý cái chế độ ăn uống của mình là gồm có bốn nhóm chính trong khẩu phần ăn của mình: đạm, đường, chất béo, rau xanh và trái cây. Mình phải có đủ bốn thành phần này trong khẩu phần ăn. Thứ hai nữa, để mình tránh cái tình trạng mà mình bị táo bón, tại vì sau khi mình sinh hoặc mình mổ mình ra mình nằm, cho nên cái nhu động ruột nó chưa có trở về bình thường. Thế do đó mình phải ăn nhiều chất xơ lên, trong đó thì có rau, có trái cây, và đặc biệt là mình phải uống nhiều nước, khoảng 2,5 đến 3 lít nước trong một ngày ha. Dạ thưa bác sĩ Hạnh, hầu như là người phụ nữ nào sau khi sinh thì cũng có rất nhiều nỗi lo lắng, lo cho sức khỏe của con mình và lo cho cả sức khỏe của mình, không biết là sau khi sinh thì mình có gặp vấn đề gì hay không. Như vậy để giải tỏa được cái nỗi lo lắng này của các mẹ thì bác sĩ Hạnh có thể chia sẻ là những cái dấu hiệu nào để có thể cho thấy là một sức khỏe của mẹ sau khi sinh gặp vấn đề ạ? Thông thường á, là mình khi mà các bà mẹ được sanh thường, thế thì theo dõi khoảng 3 ngày ở cơ sở y tế hoặc ở bệnh viện. Sinh mổ thì khoảng 5 ngày. Sau khi sinh á, mình chú ý đến dấu hiệu sinh tồn, có nghĩa là sao? Có sốt hay không? Thế thì người mẹ biểu hiện sốt bằng cách là mình thấy nóng, vã mồ hôi hoặc là thậm chí lạnh luôn, lạnh run luôn, thì đó cũng là dấu hiệu có thể sốt. Thứ hai nữa là người sản phụ coi á, là thứ nhất là mình có bị cương tức hai cái vú hay không đó, xem là có bị tăng sữa hay là bị tắc tia sữa, hoặc là thậm chí là có những người là tắc tia sữa mà không giải quyết là bị áp xe luôn, áp xe vú sau đó luôn. Thế rồi cái dấu hiệu quan trọng nữa nha là mình theo dõi đó là sự co hồi của tử cung. Mình chú ý là cái tử cung hay là cái dạ con á, chứ em bé là to ra ha. Sau khi mà lấy em bé ra rồi thì cái dạ con hay cái tử cung nó sẽ co nhỏ lại. Và nó co mục đích là cầm máu đó. Khi nào co nhỏ mà không sờ được nữa thì nó mới trở về bình thường. Sản dịch nó ra ngày đầu sẽ nhiều và những ngày sau ít dần và màu nó cũng lạc dần. Thì đó là dấu hiệu bình thường. Còn chẳng hạn như là tự nhiên đang ít dần chẳng hạn, tự nhiên nó ào ra rất là nhiều, hoặc là ngay trong ngày đầu tiên chẳng hạn theo dõi mà thấy nó ra quá nhiều luôn, thế thì mình cũng phải báo ngay cho nhân viên y tế liền. Đó, thì cái dấu hiệu quan trọng đó là gò tử cung và máu sản dịch ra như vậy. Và trong những cái ngày sau đó nữa, mình theo dõi chẳng hạn không có thấy sản dịch ra thì đó cũng là vấn đề cần phải báo. Có những người là mổ chủ động chẳng hạn thì cái cổ tử cung nó đóng. Và sau đó là cái sự mà đi lại của sản phụ ít nữa, thế thành ra là sản phụ ứ trệ ở trong, thành ra nó không ra được. Thế thì nó sẽ gây đến tình trạng là ứ sản dịch, ứ bế sản dịch vào trong đó, và tử cung nó không co hồi tốt được nữa. Còn sau 3 ngày sau sinh thường và sau 5 ngày sau với sinh mổ thì được về nhà rồi, thì các cô sẽ dặn dò các dấu hiệu. Thì cũng chủ yếu là mình xem mình có sốt hay không, sữa có đủ cho con bú hay không. Có những cái dấu hiệu mà ví dụ như là mình cảm thấy mệt, khó thở, thế hoặc là ăn uống không đúng cách chẳng hạn, tiêu chảy hoặc vân vân vân, thì cũng phải lên bệnh viện liền hoặc là cơ sở y tế liền để mà báo cho nhân viên y tế xử trí. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hồng Hạnh. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì chương trình Alo Bác Sĩ xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn.